Mến chào cô chú và anh chị quay trở lại với kênh Nhân Trường. Thì hiện tại mình đã có mặt tại hội quán Ngôi Sao Mười Trường. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, là tại hội quán có chương trình đêm nhạc đặc biệt, rồi có các nghệ sĩ như Linh Tâm, nghệ sĩ Đào Vũ Thanh, nghệ sĩ Hồng Hạnh và các ngôi sao cũng Mười Trường. Thì mình sẽ chia sẻ những thông tin trước giờ, trước đêm nhạc diễn ra cho cô chú và anh chị nắm bắt thông tin. Nếu cô chú và anh chị có yêu mến kênh, hãy đăng ký và cho xin một like. Tại lúc này là khán giả đã tới hội quán rất là đông cô chú và anh chị, vì còn thời gian khoảng 20 phút nữa là chương trình ca nhạc hội quán đêm thứ bảy sẽ bắt đầu. Thì hôm nay thì có các nghệ sĩ như nghệ sĩ Linh Tâm, nghệ sĩ Đào Vũ Thanh, Hồng Hạnh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dừa cũng đang là chụp hình giao lưu với khán giả trước khi đêm nhạc diễn ra nha cô chú và các anh chị. Thank you.